bóng đá Việt Nam bị loại. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói một cách rất tự tin. Chia sẻ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau khi Việt Nam bị Myanmar và Ả Rập Xê Út loại ở ASEAN 2023. Thưa quý vị, sau trận thua 1-3 trước Olympic Ả Rập Xê Út, Olympic Việt Nam đã chính thức dừng bước tại ASEAN. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, hôm nay mọi thứ đã qua. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu cuối, chúng tôi phải đối mặt với một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã thua và cuộc chơi dừng ở đây. Nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ và giải đấu này sẽ là bài học bổ ích cho các cầu thủ trong tương lai. Dù nhận thất bại và phải ra về sau khi Myanmar và Thái Lan giành quyền đi tiếp, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn cảm thấy hài lòng với sự thể hiện của các học trò. Ông chia sẻ, trước trận này, thực ra chúng tôi biết cơ hội còn rất ít. Vào thế rất khó, nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội so sánh hiệu số và tất cả yếu tố khác ở bảng khác. Hôm nay, các bạn thấy các cầu thủ Việt Nam hết sức cố gắng. Tôi rất hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ ngày hôm nay. Sự thể hiện này quan trọng cho tương lai. Hôm nay chúng tôi thua. Nhưng tôi rất hài lòng về quyết tâm, tinh thần của từng cầu thủ. Tuy đã không thể lọt vào vòng 1/8, nhưng VFF cũng không đặt mục tiêu tại giải đấu lần này cho toàn đội, mà chỉ coi đây là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ được cọ sát và tiến bộ. Với việc nằm tại bảng đấu cùng hai đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á, thì màn trình diễn của đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn đáng khích lệ và có nhiều tiềm năng trong tương lai.